Thì trong quá trình làm đó, thầy làm đó, bạn nào không hiểu chỗ nào chúng ta hỏi lại liền nha, chúng ta đừng có ngại, đừng có mắc cỡ nha. Không biết thì ta phải hỏi liền. Đúng không? Hỏi ngay lập tức luôn để chỗ tới đâu chúng ta học, chúng ta biết tới đó. Chứ mà mình cứ ngại, mình quê là mình ngày càng mình giấu cái dốt của mình đi đấy nha. Thầy đã nói nhiều lần rồi. Rồi, bây giờ chúng ta qua cái bài số 1. Dao động điều hòa. Thì theo các bạn câu này chúng ta chọn đáp án nào? C. À, dao động điều hòa là dao động theo định nghĩa của ông ta, nó đã là điều hòa thì phương trình ly độ thì được mô tả bởi hàm sin và hàm cos, tức là x sẽ bằng a nè, cos nè, omega t cộng phi. Còn dao động cơ là chuyển động qua lại xung quanh một vị trí cân bằng. Còn dao động tuần hoàn là một dao động mà là dao động cơ mà nó lặp lại quanh những vị trí cân bằng trong những khoảng thời gian bằng nhau. Thì vật lặp lại vị trí cũ và chuyển động theo hướng cũ. Ta phải nhớ cái câu định nghĩa của dao động tuần điều hòa là như vậy. Ngay cái câu này trong sách giáo khoa nhiều người chúng ta rất ỷ y mà chúng ta không học. Đúng không? Rất là dễ, dao động điều hòa thì chúng ta chỉ nhớ phương trình ly độ của nó phải được mô tả bởi hàm điều hòa, tức là hàm sin và hàm cos. Do đó, câu số 1 phải là đáp án C. Câu số 2. Đáp án nào? C. À, đáp án C hôm nọ thầy đã nói rồi. Trong dao động điều hòa thì chúng ta có trục vận tốc, các bạn nhớ đây là trục ly độ. Đây là vận tốc và đây là gia tốc A. Như vậy nhìn vào đây chúng ta thấy vận tốc sẽ nhanh pha hơn ly độ một góc là pi trên 2. Và trong quá trình này thì chúng ta nhận thấy rằng x và v và a này nó luôn dao động, đúng không, với cùng tốc độ gấp là omega, cùng chu kỳ là t và cùng tần số là f nha. Ba cái đại lượng này các em nhớ để chúng ta làm những câu trắc nghiệm lý thuyết: ly độ, vận tốc, gia tốc sẽ dao động điều hòa cùng tần số, cùng chu kỳ, cùng tốc độ gấp, nhưng về pha nó sẽ phụ thuộc vào nhau theo dạng đồ Vecnen này. V sẽ nhanh pha hơn x một góc là pi trên 2, A sẽ nhanh pha hơn V một góc pi trên 2, và hai này vuông pha ngược pha với nhau. Như vậy câu số 2 đáp án C. Câu số 3 thì câu này dễ rồi. Một vật dao động điều hòa theo phương trình người ta hỏi pha dao động. Lưu ý pha dao động là nguyên cái góc của hàm cos này. Vậy pha dao động tại thời điểm t, các bạn chỉ việc thế t vào cái hàm này, t vào góc này. Vậy là pi nhân 1 là m, là pi cộng với pi trên 2 thì nó ra là 3 pi trên 2 hay là 1,5, đáp án C. Câu số 4. Đáp án nào? Đáp C. án C luôn, đúng chưa? Chúng ta lưu ý điều này, thầy có thể nói là như thế này. Trong dao động điều hòa, đây là vị trí cân bằng ô, đây là pin dương, đây là pin âm. Đúng không ạ? Hay là chúng ta nhớ cái này cho thầy. Chúng ta nhớ cái đường tròn lượng giác nè. Tại vì dao động điều hòa và đường tròn lượng giác nó có mối quan hệ mật thiết với nhau. Các bạn lưu ý, nhớ cái này luôn để sau này chúng ta làm những câu khác. Đây là vị trí cân bằng ô, đây là pin dương, đây là pin âm. Cái anh này thầy gọi từ đây đến đây là cung phần tư thứ nhất, đúng không ạ? Từ vị trí A đến vị trí A1 đi, đúng không? Đến là vị trí này đi, thì đây là cung phần tư thứ nhất. Từ M đến trừ A là cung phần tư thứ hai. Từ trừ A ví dụ như đến N đi là cung phần tư thứ ba. Và từ N đến A đây là cung phần tư thứ 4. Được chưa? Chúng ta lưu ý điều này cho thầy. Bây giờ thầy giả sử như ban đầu chất điểm nó ở vị trí M0, bắt đầu nó chạy lên như thế này. Đúng không? Nó quay một vòng, ví dụ như chất điểm M0 chuyển động tròn đều. Thì lúc đó hình chiếu của điểm M0 nó sẽ dao động điều hòa trên trục OX xung quanh cái đoạn từ trừ A đến A. Ta lưu ý điều này cho thầy.
Lúc đó vectơ vận tốc, các em nhớ cho thầy một điều này, vectơ vận tốc luôn theo chiều chuyển động. Chiều chuyển động. Còn vectơ gia tốc thì nó như thế nào các em? Vectơ gia tốc thì như thế nào? Hả? Vectơ gia tốc như thế nào? Hướng về vị trí cân bằng. Đúng rồi, chính xác, luôn về hướng về vị trí cân bằng. Ta lưu ý điều này. Vectơ vận tốc luôn theo chiều chuyển động, vectơ gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng. Thầy giả sử như nó đi trong cung phần tư thứ nhất đi. Trong cung phần tư thứ nhất, tức là đi từ M0 đến M, thì đây là chuyển động gì? Đi từ 0 về M, xin lỗi, đi từ A nè, hay là đi từ pin âm nè, pin dương về vị trí cân bằng, thì đây là chuyển động gì? Chuyển động nhanh dần. Chuyển động nhanh dần chứ không phải là đều nha. Như vậy vector vận tốc của ông ta đây, ví dụ như nó đi từ pin dương về vị trí cân bằng, đây là vector A. Xin lỗi, đây là vector vận tốc, là vector V. Đúng chưa? Đây là vector V của ông ta nè. Thầy khi hiểu chỗ này là vector V. Thầy nhắc lại, đi từ A về O, tức là từ pin dương về vị trí cân bằng, thì vector vận tốc luôn theo chuyển chuyển động. Vector A cũng hướng về vị trí cân bằng, tức là A đây. Như vậy trong cái giai đoạn 1, tức là nó đi từ đi trong cung phần tư thứ nhất, tức là đi từ pin dương nè về vị trí cân bằng, thì đây là chuyển động nhanh dần. Tức là vector, vì lý do hai vector này cùng phương cùng chiều với nhau, như vậy tích số A nhân V nó là số dương. Được chưa? Và chúng ta lưu ý đây là chuyển động nhanh dần đều. Và vector trong giai đoạn này thì V và vector vận tốc và vector gia tốc sẽ cùng chiều nhau. Rồi bây giờ chúng ta xét tới khi nó đi cung phần tư thứ hai, tức là đi từ đâu về đâu mới được. Khi nó đi trong cung phần tư thứ hai, tức là nó dao động từ cân bằng về đâu? Về pin âm. Cân bằng, đúng không? Cân bằng đây là từ ô. Ta phải nhớ cái lý thuyết này để chúng ta làm những câu trắc nghiệm nha. Các bạn đừng khi dễ mấy câu trắc nghiệm lý thuyết. Học sinh của ông ta rất hay bỏ những câu trắc nghiệm lý thuyết vì lý do các bạn là hiểu không rõ. Các bạn khi các bạn thi vô thi, các bạn cứ nhào vô làm những câu bài tập. Mà nhiều khi những câu bài tập người ta gài nhiều lắm, chúng ta làm chưa chắc đã dễ ăn. Mà trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia thì số lượng, số điểm của các câu là như nhau. Bởi vậy mình đừng có dại gì mà bỏ những câu trắc nghiệm lý thuyết. Mà muốn làm được những câu trắc nghiệm lý thuyết thì chúng ta phải hiểu rõ bản chất vật lý của nó. Được chưa? Rồi bây giờ thầy nói khi nó đi từ cung phần, khi nó dao động từ vị trí cân bằng về vị trí pin âm, tức là vector A nó theo chiều nào? Chúng ta đã biết rằng vector A luôn theo chiều chuyển động. Như vậy khi đi từ vị trí cân bằng nè về pin âm thì vector A của chúng ta đây. Còn vector vận tốc của chúng ta đi theo chiều này. Được chưa? Tại vì thầy đã nói vector vận tốc luôn theo chuyển chuyển động. Đây nó đi từ 0 về A. Như vậy vector vận tốc của chúng ta nó đi theo chiều từ O đến trừ A. Và đây vận tốc nó mang giá trị âm nha. Ta lưu ý điều này. Và vì hai vector này ngược chiều nhau như vậy, đây tích số A nhân V nó sẽ nhỏ hơn 0. Và đây chính là chuyển động chậm dần, chứ không được đều nha các bạn. Ta lưu ý trong những câu trắc nghiệm lý thuyết, chúng ta không được chọn những câu trắc nghiệm chuyển động chậm dần đều. Vì lý do trong dao động điều hòa, gia tốc nó sẽ biến thiên điều hòa theo phương trình A bằng trừ omega bình phương X. Vì lý độ x biến thiên điều hòa theo hàm cos, như vậy A này nó sẽ biến thiên điều hòa. Mà biến thiên điều hòa, gia tốc là biến thiên, thì đây là chỉ là chuyển động chậm dần thôi chứ không được đều. Tại vì ở vật lý lớp 10 chúng ta đã học, trong chuyển động thẳng chậm dần đều thì gia tốc là hằng số, hoặc chuyển động thẳng nhanh đều thì gia tốc là hằng số. Các em lưu ý điều đó cho thầy. Và khi nó đi trong cung phần tư thứ hai thì vector V và vector A sẽ cùng phương mà ngược chiều với nhau. Được chưa?
Thầy muốn nói cái kiến thức này để cho các em nắm rõ, tới kiến thức này các em nắm rõ để sau này các em làm những câu khác. Rồi bây giờ đi trong cung phần tư thứ ba. Khi nó đi trong cung phần tư thứ ba, tức là nó đi từ đâu về đâu mấy đứa? Tức là nó dao động từ đâu về đâu? Biên âm về vị trí cân bằng, tức là đi từ trừ A đến O. Được chưa? Bây giờ chúng ta coi vector V nè. Vector V, vector vận tốc của chúng ta khi đi từ trừ A đến O thì vector vận tốc của chúng ta cũng theo chiều này. Vector gia tốc của chúng ta thì hiển nhiên thầy đã nói rồi, nó hướng về đâu? Về vị trí cân bằng. Như vậy vector A của chúng ta theo chiều này. Như vậy tích số A nhân V nó là số dương. Mà cái này nó là số dương thì chắc chắn đây là chuyển động nhanh dần. Và ở đây vector V và vector A cùng phương cùng chiều với nhau. Được chưa? Ta lưu ý điều này cho thầy. Rồi tương tự như vậy đi trong cung phần tư thứ tư, tức là đi từ không về biên âm, về biên dương. Thì đây là vector vận tốc, đi từ không về biên dương nha. Thì đây là vector vận tốc. Còn vector gia tốc cũng tha theo luôn về vị trí cân bằng. Như vậy tích số A nhân V cũng nhỏ hơn không. Đây là chuyển động chậm dần. Và vector V cùng phương ngược chiều với vector A. Và mình lưu ý với thầy một điều, đó là trong dao động điều hòa vận tốc đạt giá trị cực đại tại đâu? Chúng ta xét tại vị trí cân bằng nè. Tại vị trí cân bằng thì vận tốc đạt giá trị cực đại là Vmax, nó được tính bằng công thức vợ ôm anh omega A. Khi tại vị trí cân bằng rồi thì gia tốc, vị trí cân bằng thì x bằng 0, như vậy dẫn đến gia tốc đạt, đúng không? À, độ lớn của gia tốc sẽ bằng 0. Được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta xét tới vị trí biên. Thì x này bằng cộng trừ a. Khi ở vị trí biên thì tốc độ nó sẽ bằng 0, tức là hai vị trí biên tốc độ bằng 0. Và độ lớn của gia tốc sẽ đạt giá trị cực đại là anh ôm bình anh. Được chưa? Ta lưu ý chỗ này cho thầy. Và bây giờ chúng ta thấy trong quá trình dao động điều hòa, vật đổi chiều chuyển động ở vị trí nào các em? Vật đổi chiều chuyển động ở vị trí nào? Biên âm và biên gì? Biên dương. Đây nó đi tới đây nè, nó chưa đổi chiều, nó chạy tới đây. Chạy tới đây rồi tới biên âm này nó mới đổi chiều lại, tới biên dương nó cũng đổi chiều. Như vậy vật chỉ đổi chiều chuyển động ngay tại mấy vị trí? Hai vị trí, đó là vị trí biên dương và vị trí gì? Vị trí biên dương và vị Biên trí gì mới được? âm. À, vị trí biên dương và vị trí biên âm, đúng chưa? Chúng ta lưu ý điều này cho thầy. Vật chỉ đổi chiều chuyển động ngay tại vị trí biên dương và biên âm. Mà ở tại vị trí biên dương và biên âm lúc đó là ly độ nó sẽ là cực đại. Bây giờ chúng ta xét tới lực nè. Bây giờ lực hồi phục hay lực kéo về đó, lực hồi phục hay là lực kéo về sẽ bằng trừ kx. Và ngay tại vị trí cân bằng, xin lỗi, ngay tại vị trí biên thì lúc đó độ lớn của lực hồi phục sẽ là đạt giá trị cực đại và bằng k nhân cho a. Như vậy quay trở lại với cái câu này, chúng ta xét quay trở lại với cái câu này nè, chúng ta coi nè. Người ta nói trong dao động điều hòa chất điểm đổi chiều chuyển động khi câu nào? C. À, câu C. Ta hiểu ý chỗ này thầy nói chưa? Thầy muốn nói cái lý thuyết đó để cho chúng ta nắm, để chúng ta hiểu thêm. Được không ạ? Ta hiểu chỗ đó cho thầy nha. Rồi, câu số 4 đáp án C. Bây giờ tới câu số 5. Bạn nào có hướng làm câu số 5 như thế nào? Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng khi một vật dao động điều hòa có tọa độ bằng nửa biên độ, tức là x này nè bằng a chia 2 nè. Tại nó người ta nói tọa độ bằng nửa biên độ thì vận tốc, đúng chưa, vận tốc nó có độ lớn, thì độ lớn vận tốc so với vận tốc cực đại là bao nhiêu? Ví dụ như
nó có thể là bằng V mát chia 2, chỗ này có thể là V mát chia 2, chỗ thể này có thể là V mát căn 2 trên 2, chỗ này là V mát căn 3 trên 2 và chỗ này là V mát nhân cho căn 3 chia căn 2. Ý của cái bài toán người ta hỏi như vậy. Được chưa? Bây giờ cái bài này chúng ta có hai cách làm. Thầy sẽ làm cho các em một cách phương pháp theo phương pháp truyền thống. Nhưng cái phương pháp này thầy không khuyến khích mấy đứa làm. Tại sao thầy không khuyến khích mấy đứa làm? Tại vì trong quá trình thi cử đó, chúng ta lưu ý trong quá trình thi cử, đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia hoàn toàn đó là những câu trắc nghiệm. Bởi vậy thầy muốn dạy mấy đứa một phương pháp nào đó mà làm trắc nghiệm nó nhanh. Đến chưa? Thì bây giờ thầy nói cho mấy đứa như thế này. Bây giờ thầy có thể làm theo cách một nè. Cách thứ hai, lát nữa thầy sẽ nói sau và mấy đứa sẽ hiểu cái cách thứ hai nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Cách một, bây giờ người ta cho ly độ x bằng a trên 2. Người ta hỏi mình vận tốc này bằng bao nhiêu gì? Đúng không? Người ta nói lúc đó vận tốc của vật có độ lớn so bằng bao nhiêu so với vận tốc cực đại, phải không? Vậy bài này chúng ta làm như thế nào mấy đứa? Bài này chúng ta làm sao? Chúng ta dùng công thức gì? Chúng ta dùng công thức gì? Chúng ta dùng công thức gì mấy đứa? Không chứa thời gian thì mình phải dùng công thức gì mấy em? Độc lập thời gian. Được chưa? Như vậy chúng ta có công thức độc lập thời gian nè. A bình phương nè bằng x bình nè cộng V bình chia omega bình phương. Rồi từ đây thầy sẽ suy ra V, thầy đang tìm V. Như vậy thầy suy ra V bình chia omega bình sẽ bằng A bình trừ x bình. Được chưa? Rồi thầy tương đương biến đổi lên V bình chia omega bình A bình. X thầy thay thế bằng cái gì mấy em? X thầy thay thế bằng gì? A chia 2 tất cả bình phương lên. Và ở đây nó sẽ bằng, chúng ta khai triển ra A bình chia 4, quy đồng lên nhân chéo lên, 4 trừ 1 ra 3 A bình chia 4. Được chưa? Rồi tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ tìm tiếp tục là chúng ta tìm gì? Chúng ta phải tìm V. Thầy đang tìm V mà. Như vậy thầy mất, thầy lấy căn lên V chia omega, lấy căn lên, căn bậc 2 của anh này lên thì nó sẽ bằng căn bậc 2 3 A bình chia 4. Muốn mất bình phương bên này thì thầy lấy căn 2 vế, tương đương V chia omega. A bình khai căn ra được là A, 4 khai căn ra được là 2, trên này còn căn 3. Như vậy từ đây thầy sẽ suy ra V có phải là bằng A nhân omega căn 3 chia 2 không? Được không? Và nó bằng, các em thấy A nhân omega bằng cái gì? A nhân omega bằng cái gì mấy đứa? V max. À đúng rồi, nó chính là V max căn 3 chia 2. Như vậy chúng ta thấy lúc đó vận tốc có phải bằng V max căn 3 trên 2 không? Vậy câu này chúng ta chọn đáp án nào? Câu này chúng ta chọn đáp án nào mấy em? C. Đáp án C, được chưa? Phải không? Chúng ta chọn ngay đáp án C. Cách này các bạn thấy nó dài dòng không? Hả? Dài. Cách này dài dòng lắm. Thầy không khuyến khích mấy em làm theo cách này. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn làm dùng sơ đồ phân bố thời gian. Trong các đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia các năm vừa rồi của Bộ thì hầu như người ta ra những trường hợp đặc biệt, tức là những giá trị đặc biệt, và khi đó nếu chúng ta sử dụng phân bố, sơ đồ phân bố thời gian, chúng ta làm rất nhanh gọn lẹ. Và bây giờ thầy sẽ nói sơ đồ phân bố thời gian cho các em. Đúng không? Bây giờ thầy sẽ nói sơ đồ phân bố thời gian nha.
Giờ thầy sẽ nói cái vấn đề sơ đồ phân bố thời gian nè. Đây, mấy đứa vẫn nhìn thấy màn hình đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ chúng ta nhớ điều này cho thầy. Nhớ cái này để về nhà học thuộc cái sơ đồ phân bố thời gian này cho thầy luôn. Rất dễ nhớ. Từ đây trở về sau thầy sẽ nói về vấn đề này nhiều, đúng không ạ? Thầy sẽ nói về vấn đề này nha. Rồi, chúng ta có nè, đây là góc tọa độ O. Các bạn làm theo sơ đồ phân bố thời gian rất nhanh. Mình sẽ nhớ cái này cho thầy luôn nè. Đây là pin dương. Đây là pin âm. Được chưa? Rồi, trên này các em chú ý cho thầy những điều này. Từ 0 đến A, nửa của từ 0 đến A là gì? A chia mấy? A chia 2, giá trị đặc biệt thứ nhất. Chúng ta nó có là A trên 2. Trên A trên 2, các em nhớ cho thầy một điều nữa. Đó là giá trị A chia căn 2. Trên A chia căn 2, các em nhớ cho thầy một điều nữa. Đó là A căn 3 chia 2. Được chưa? Rồi, bên phần này là phần âm. Từ đây đến đây là trừ A. Như vậy nửa của trừ A là gì? Là gì? A chia 2. Trừ A trên 2. Trên của trừ A nữa là các em nhớ cho thầy là trừ A chia căn 2. Trên của trừ A chia căn 2 đó là gần A thôi. Gần trừ A đó là trừ A căn 3 chia 2. Đây là sơ đồ phân bố thời gian của trục X. Ta nhớ điều này. Vậy các em khi các em nhớ chỉ nhớ những giá trị đặc biệt này cho thầy thôi. Rồi, nếu bài toán người ta yêu cầu mình tìm thời gian. Được chưa? Để tí nữa thầy sẽ nói thời gian. Rồi đây là những vị trí đặc biệt của x nè. Bây giờ tới trục V nè. Tới trục trên này là trục x nha. Bây giờ các em nhớ trục V cho thầy. Ngay tại vị trí cân bằng, vận tốc bằng bao nhiêu các em? Hả? Cực đại. À, là cực đại, đó là V max. Ngay tại vị trí biên, vận tốc là nhiêu các em? V0. Là bằng 0. Ngay tại vị trí biên dương, như vậy các em nhớ cho thầy, khi x bằng A thì V bằng 0. Ngay tại vị trí biên âm, khi x bằng trừ A thì V bằng nhiêu? 0. Bằng 0, nhớ điều này. Rồi, tiếp tục nè. Khi x bằng A chia 2, tương ứng lúc đó V của chúng ta sẽ bằng căn 3 chia 2 lần V max. Các em nhớ điều này, có phải nó chéo quá không? Tương ứng khi x bằng A chia căn 2, cũng nhớ giá trị đặc biệt này luôn. Đó là A là V max chia căn 2, hang này nó là như nhau, căn 2 như nhau. Khi x nó là bằng A căn 3 trên 2 thì tương ứng V, chúng ta suy ra ngay luôn cho thầy luôn. Đó là V max chia 2. Có phải hang này chéo qua không? Anh này nhảy xuống đây chéo qua, anh này nhảy xuống đây chéo qua, còn anh này như nhau. Được chưa? Đó, rồi tiếp tục qua phần pin âm nè. Khi x nó là bằng trừ A trên 2. Được chưa? Khi x nó là bằng trừ A trên 2 thì vận tốc của các em, về độ lớn của vận tốc luôn nha. Ví dụ như chúng ta xét về độ lớn của vận tốc, hoặc là các em xét về dấu cũng được. Lúc đó giá trị của vận tốc, hay là vận tốc chúng ta xét về độ lớn luôn đi. Trừ A trên 2 thì nó là nhiêu? Trừ căn 3 trên 2. À, căn 3 trên 2 V max. Được chưa? Căn 3 chia 2 lần V max. Chúng ta chưa cần xét đến dấu, tại khi xét dấu thì nó sẽ che theo chiều, thì thầy sẽ nói sau. Ta xét về độ lớn luôn đi. Rồi, tiếp tục. Khi x bằng trừ A trên 2, tương ứng V là nhiêu? Giống hệt luôn. V max chia nhiêu? Căn 2. Khi x là bằng trừ A căn 3 trên 2 thì vận tốc lúc đó cũng là V max chia mấy? Chia 2.
Nhớ cái sơ đồ phân bố thời gian này cho thầy. Rồi quay trở lại cái bài này. Các em coi nè. Đề bài người ta hỏi khi tọa độ bằng nửa biên độ, tức là x bằng a trên 2, thì lập tức các em suy ra v có phải bằng a trên 2 thì đối xứng lại, nó chéo qua là bằng căn 3 trên 2 lần v mát không? Phải không? Mình chọn ngay đáp án này không? Các em nhớ, các em hiểu chỗ này chưa? Hiểu cái sơ đồ phân bố thời gian này cho thầy chưa? Rồi ạ. Về nhà làm ơn học thuộc cái này dùm thầy nha. Rất dễ. Sơ đồ phân bố thời gian này rất lợi hại. Trong các đề thi của bộ, người ta hầu như bao giờ người ta cũng ra những giá trị đặc biệt này. Rồi, đó mới chỉ là giá trị thôi. Cái trọng tâm hôm nay thầy nói cho các bạn bàn chỗ này nữa. Mà cái này thầy cũng đã nói sơ lược trên cái kênh YouTube của thầy rồi đó. Bạn nào để ý thì chúng ta sẽ biết. Rồi, các bạn chú ý nè. Nếu bài toán liên quan tới thời gian, người ta yêu cầu mình tìm thời gian để vật đi từ vị trí có ly độ 0 đến A trên 2, thì các em luôn nhớ cho thầy nó là T trên 12. Hoặc ngược lại, nếu mà đi từ A trên 2 đến 0 thì nó cũng là T trên 12. Đi từ đây đến đây, đi từ A trên 2 đến A chia căn 2, hoặc đi ngược lại cũng là T trên 24. Đoạn này cũng là T trên 24. Và đoạn này là T trên nhiêu? 12. À, T trên 12. Làm ơn nhớ dùng cho em cái này nha mấy anh chị nha. Học thầy thì chúng ta phải nhớ sơ đồ phân bố thời gian này. Để sau này thầy sẽ giải thì các bạn mới hiểu được. Như vậy chúng ta nhớ hai đoạn đầu là T trên 12, còn hai đoạn giữa là T trên 24. Với T nó là nhiêu? Với T nó là chu kỳ. Tương tự như vậy, bên này cũng vậy. Đi từ đây đến đây hoặc là từ đây đến đây là T trên 12. Đoạn này cũng là T trên nhiêu? 24. Đoạn này cũng là T trên 24. Đoạn này là T trên nhiêu? 12. Nhớ chưa? Rồi, bây giờ nếu mà người ta cho vận tốc thì chúng ta suy so sánh ngược lại nè. Nếu đi từ Vmax ở điểm có vận tốc cực đại đến vận tốc là bằng căn 3 trên 2 lần Vmax, thì cái đoạn này cũng là T trên 12. Đoạn này là T trên nhiêu? 24. Cái này cũng là T trên 24. Đoạn này cũng là T trên nhiêu? 12. Bên phần âm cũng tương tự như vậy. Nhớ chưa? Làm ơn về nhà, mai thầy gửi lại video này rồi chúng ta sẽ tua lại, chúng ta ghi lại, chúng ta học để học thuộc cho thầy nha. Rất dễ nhớ thôi chứ không có gì khó khăn cả, đúng không? Rồi bây giờ tiếp tục chúng ta qua cái phần câu tiếp theo. Thầy giả sử như câu này, người ta nói rằng khi một vật dao động điều hòa có tọa độ Vx bằng A căn 3 trên 2, thì lúc đó vận tốc chúng ta chọn đáp án nào? Độ lớn của vận tốc lúc đó các em chọn đáp án nào? À, chính xác, đúng rồi. Nó sẽ bằng V mát chia mấy? Chia 2, được chưa? Rồi, câu số 6. Chứ chúng ta khỏi cần, không cần làm như cái phương pháp, cái cách 1 nha. Cách 1 làm dài dòng lắm. Đi thi trung học phổ thông quốc gia là ăn nhau, hơn nhau là cái vụ mà nhanh đó, đúng không? Đứa nào mà làm rề là rất là lâu la. Mà nhiều khi chúng ta biến đổi, nhiều khi các em lại biến đổi sai nữa, không chừng á. Bởi vậy các em phải nhớ sơ đồ phân bố thời gian này cho thầy nha. Rồi câu số 6 nè. Trong dao động điều hòa, vận tốc và ly độ luôn cùng chiều. Là sai, đúng không? Vận tốc và ly độ luôn cùng chiều là sai. Vận tốc theo chiều đâu? Vận tốc nó hướng theo chiều nào? Hướng về biên. Không phải. Vận tốc hướng theo chiều nào?
vô vị trí cân bằng. Không phải. Trời ơi. Chiều chuyển động. À đúng rồi. Vector vận tốc luôn theo chiều chuyển động. Nãy thầy đã nói ở đây nè. Có phải không? Đây nè, vector vận tốc luôn theo chiều chuyển động, còn vector gia tốc luôn hướng về đâu? Về vị trí cân bằng. Ta chú ý điều này cho thầy. Được chưa? Rồi, chúng ta coi câu này nè. Trong dao động điều hòa, vận tốc và ly độ luôn cùng chiều nhau là không đúng rồi nè. Đúng chưa? Ly độ nó là một số rồi. Câu B nè. À, chúng ta thấy nè. Gia tốc và ly độ luôn ngược chiều là đáp án C, là đáp án chính xác đó. Tại vì chúng ta có A này, theo công thức A bằng trừ omega bình phương X nè. Dấu trừ chứng tỏ A và X nó sẽ ngược pha với nhau. Tức là nó ngược chiều nhau không? Như vậy câu số 6 này các em phải chọn đáp án C mới đúng nha. Được chưa? Chúng ta thấy nè. Đây chúng ta coi nè. Trong quá trình dao động. Các em coi nè. Các em coi chỗ này cho thầy ha. Thầy có thể mở lại chỗ này cho các em coi nè. Đây. Đây là vị trí cân bằng ô, đây là pin dương, đây là pin âm. Nếu nó đi ở đây, x ở đây, nếu x ở vị trí này thì nó x nó có tọa độ dương hay âm em? X nó ở tọa độ này thì x lớn không hay nhỏ dương. Không? Lớn dương. Không. Nhưng gia tốc của ông ta lại bằng trừ omega bình phương x, gia tốc lúc này nó như thế nào? Nhỏ không không? Có phải gia tốc và ly độ sẽ ngược chiều nhau không? Một thằng dương, một thằng âm. Được chưa? Rõ chỗ này chưa? Được không? Rồi, như vậy cái câu số 6 này đáp án đúng của mình là đáp án C. Rồi, bây giờ mình qua câu số 7. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục OX với chu kỳ 2 giây vạch ra một quỹ đạo có độ dài là như thế. Thời điểm ban đầu chất điểm ở vị trí biên dương, phương trình dao động của chất điểm. Thì bài này đáp án mấy mấy đứa? Ừ. Có ai làm chưa? Gì? D. D ha. Đáp án D. Bài số 7 đáp án D. À, đáp án D chính xác rồi đó. Bây giờ thầy làm ha. Để viết được phương trình dao động thì chúng ta có dạng x bằng a nè, cos nè, omega t cộng phi nè. Vậy mình phải tìm omega, tìm a và tìm phi. Bây giờ thầy tìm cho chu kỳ, thầy tìm omega bằng 2pi chia t. Được chưa? Omega này sẽ bằng 2pi chia t. 2pi chia 2 thì ra pi. Như vậy omega của chúng ta pi, vậy ta loại đáp án a, loại đáp án B. Rồi bây giờ thầy tìm A. Cho quỹ đạo, như vậy biên độ có phải là bằng quỹ đạo chia 2 không? Là mấy? Là 6. Được chưa? Như vậy chỉ còn hai đáp án này thôi. Rồi bây giờ chúng ta tính phi. Mình chú ý điều này cho thầy nha. Nó rớt vào 4 giá trị đặc biệt nè. Chọn gốc thời gian khi t bằng 0 vạch qua vị trí cân bằng. Thì lúc đó các em lấy phi của các em, nó chính bằng cộng trừ pi trên 2. Nếu nó chuyển động theo chiều dương thì các em lấy phi nó là trừ pi trên 2. Nhớ điều này cho thầy. Được chưa? Nếu đọc bài toán mà gặp khi chọn gốc thời gian t không bằng 0 là lúc vạch qua vị trí cân bằng và chuyển động theo chiều dương thì lấy nghiệm là trừ pi trên 2. Còn nó qua vị trí cân bằng mà nó chuyển động theo chiều âm, tức là vận tốc nhỏ hơn 0, thì các em lại lấy nghiệm dương cho thầy. Đây là giá trị đặc biệt thứ nhất. Rồi điều đặc biệt thứ hai, khi chọn gốc thời gian t bằng 0 là vạch ở vị trí biên dương thì các em lấy nghiệm phi nó bằng pi cho thầy. Xin lỗi, bằng không luôn cho thầy. Điều đặc biệt thứ ba, nếu đề bài người ta chọn gốc thời gian t bằng 0 là vạch ở vị trí biên âm thì các em lấy nghiệm phi nó là pi cho thầy. Vậy nếu nó không rớt vào 4 trường hợp đặc biệt này thì các em làm như thế nào?
À, mấy đứa? Nếu đề bài mà nó không rớt vào bốn trường hợp đặc biệt này, chúng ta tính phi. Tại vì viết phương trình dao động thì chúng ta phải tính pha ban đầu là phi. Mà muốn tính phi thì các bạn phải dựa vào cái điều kiện ban đầu. Như vậy, giả sử như người ta nói chọn gốc thời gian t không bằng 0 là vật ở vị trí có ly độ x0, giả sử như nó bằng số a nào đó đi. Thì lúc đó các em tính phi dựa vào công thức cos phi bằng x0 chia a. Và chúng ta bấm máy, phi này nó sẽ ra cộng trừ alpha. Chúng ta lấy nghiệm dương nếu nó chuyển động theo chiều âm, và lấy nghiệm âm nếu nó chuyển động theo chiều dương. Được chưa? Ta nhớ những trường hợp đặc biệt này cho thầy. Được không ạ? À? Ta hiểu ý thầy nói nãy giờ không? Hả? Rồi, quay trở lại cái bài này. Người ta nói thời điểm ban đầu là chất điểm ở vị trí biên dương. Biên dương là rớt vào trường hợp này không? Phải trường hợp này không? Trường hợp thứ hai này không? Chọn gốc thời gian khi x0 bằng a là biên dương nè. Thì nghiệm phi nó là nhiêu? Là 0 nè. Vậy chọn ngay đáp án mấy? Đáp án D. Thông thường đề bài nó sẽ cho ra những cái trường hợp, bốn trường hợp đặc biệt này nha. Còn nếu nó không cho vào trường hợp đặc biệt thì các em dùng cái công thức dưới này cho thầy. Tính phi là pha ban đầu thì phải dựa vào điều kiện ban đầu, đúng không? Tính cos phi bằng x0 chia a, và chúng ta bấm máy phi nó bằng cộng trừ. Nếu lấy nghiệm dương, nếu nó chuyển động theo chiều âm, và ngược lại lấy nghiệm âm, lấy chuyển động theo chiều dương. Được chưa? Ta hiểu câu đó chưa? Em sẽ được thầy cho em hỏi câu trên đó là thầy. Câu nào em? Câu vận tốc. Câu lý thuyết đó thầy. Lý thuyết câu 6 này đó hả? Dạ. Rồi em hiểu. Em hỏi em chỗ nào? Em chưa hiểu chỗ vận tốc. Vận tốc thì chỉ chuyển động là xe thầy. Câu nào? Đây, vận tốc và lý độ. Câu này cái gì? Đúng không? Dạ. Dạ đúng rồi. Em hỏi là tại sao chọn đáp án, không chọn đáp án nào? Ý em chọn đáp án nào? A. Đáp án A, vận tốc và lý độ luôn cùng chiều là sai. Vì lý do nào? Vận tốc luôn theo chiều chuyển động, còn ly độ của chúng ta tức là vận tốc nè. Đây thầy nói rõ cho chỗ này cho các em rõ nè. Chúng ta học là chúng ta phải hiểu cặn kẽ vấn đề thì chúng ta mới hiểu được. Bây giờ thầy nói nha. Khi vật đi từ biên dương về vị trí cân bằng thì theo các em vận tốc nó có giá trị dương hay âm? Dương. Khi đi từ vị trí biên dương về vị trí cân bằng, biên dương về vị trí cân bằng, như vậy vector vận tốc của các em đây, mà đây là chiều dương của trục OX đây. Như vậy vector vận tốc nó ngược với chiều dương, như vậy vận tốc nó sẽ có giá trị âm. Các em chú ý một điều, học vật lý chúng ta phải hiểu hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau là vận tốc với tốc độ. Vận tốc là gì? Vận tốc là một đại lượng, nó có thể dương, có thể âm, có thể bằng không. Nếu vận tốc nó có giá trị dương, nếu nó chuyển động theo chiều dương, cùng chiều dương. Còn vận tốc nó có giá trị âm thì nó chuyển động theo chiều âm. Còn đã nói đến tốc độ, tức là độ lớn của vận tốc, và độ lớn của vận tốc thì nó luôn là một số lớn hơn không, chứ không bao giờ có tốc độ âm được. Các em hiểu điều đó cho thầy. Còn vận tốc nó có thể dương, có thể âm, có thể bằng không. Ví dụ như chúng ta chạy Senda đi, không ai nói tôi chạy với tốc độ là trừ 50 km/h hết. Nhưng mà thầy nói thầy chạy với tốc độ tới với vận tốc trừ 50 km/h. Bạn nào nói thầy sai là không phải. Thầy nói như vậy thầy vẫn đúng. Thầy nói thầy chạy với vận tốc là trừ 50 km/h, chẳng qua cho thầy, cho các em biết là chiều chuyển động của thầy đã ngược với chiều dương mà người ta đã chọn. Còn tốc độ của thầy vẫn là 50. Các em hiểu hai cái khái niệm này chưa? Ta hiểu nha.
vận tốc luôn có thể dương, có thể âm, có thể bằng không, còn tốc độ nó luôn là số dương. Được chưa? Như vậy bài này người ta hỏi vận tốc nè. Thầy nói nếu nó đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì lúc này vận tốc nha, thầy đang nói giá trị của vận tốc sẽ âm, tại nó chuyển động. Vận tốc nó theo chiều chuyển động, như vậy nó ngược chiều dương, như vậy vận tốc nó dương âm. Nhưng ly độ của các em nè, ly độ x nè, ly độ x là từ đây đến đây, ly độ có phải nó phần dương không? Như vậy ly độ nó là gì? Dương chưa? Được chưa? Trong trường hợp này vận tốc và ly độ ngược chiều nhau. Nhưng bây giờ thầy coi trường hợp này nè. Bây giờ khi đi từ O về trừ A nè, chúng ta thấy vector vận tốc nó đâu? O về trừ A. Như vậy vector vận tốc theo chiều này gì? Như vậy vận tốc nó có giá trị âm hay dương? Hả? Dương à. Khi đi từ O về trừ A, có phải vector vận tốc luôn theo chiều chuyển động là theo từ trái sang phải nè, từ phải sang trái nè, nó ngược chiều dương chưa? Như vậy giá trị của vận tốc là âm không? Ly độ, có phải ly độ nó đang theo âm không? Ly độ phần âm, như vậy ly độ âm không? Hai này âm với nhau, như vậy A nhân V lúc nào A, xin lỗi, V nhân X nó là số gì? Âm với âm thành nhau thành số gì? Dương. Như vậy trong trường hợp này vận tốc và ly độ cùng chiều nhau. Được chưa? Mà cái câu này, cái câu số 6 người ta nói vận tốc và ly độ luôn cùng chiều là sai. Có lúc cùng chiều, có lúc ngược chiều. Được chưa? Hiểu ý thầy nói câu số 6 không? Rõ chưa? Hiểu rồi. Gì em? Không hiểu chỗ nào thì hỏi liền. Hả? Hiểu rồi phải không? Rồi tiếp tục nha. Rồi luyện tập số 2 câu 1. Đáp án mấy? Giống như câu trên, có phải đáp án C không? Lực đổi chiều khi lực tác dụng có độ lớn cực đại. Câu số 2 theo các em chọn đáp án nào? B hay? B hả? Câu số 2 B, đúng rồi. Nhưng mà nhiều người chúng ta lại mâu thuẫn. Đúng không? Ông thầy ông nói vậy, như vậy dấu chữ nằm đâu? Theo công thức của ông ta nè, x bằng A cos omega t thì ly độ A, xin lỗi, gia tốc A bằng trừ omega bình phương x. Như vậy nó phải bằng trừ omega bình phương nhân A nhân cos omega t chứ. Vậy theo câu này như vậy dấu chữ mất rồi à? Vậy câu này đáp án sai rồi. Phải không mấy đứa? Có phải không? Nếu các em suy nghĩ như vậy. Vậy công thức ông thầy ông nói như vậy, công thức trong sách giáo khoa mình học như vậy, bây giờ mình so sánh với bốn cái đáp án này, như vậy đáp án sai rồi, vậy câu này đề sai rồi thầy ơi. Vậy chắc ông thầy vậy đề sai rồi, bộ cho sai rồi. Đây, câu này chúng ta chú ý nè. Nhìn vào đây thì thật ra nó không có công thức nào, đáp án nào đúng hết. Nhưng mà chúng ta chú ý, bây giờ thầy đưa dấu trừ vào. Muốn đưa dấu trừ vào thì đối với hàm cos và hàm sin luôn cộng cho bi. Như vậy chỗ này thành omega bình phương A cos của omega T cộng bi. Thầy đã đưa dấu trừ vào thì góc đó thì cộng bi. Vậy nhìn vào đây đáp án B. Ta hiểu chỗ này chưa? Không có pha thầy. Đây nè, bài này pha nó bằng không rồi. Người ta không ghi thì coi như pha bằng không. Đang dựa vào cái câu này nè. Ly độ x người ta cho đây nè. Đâu có pha đâu. Ly độ x người ta cho đâu có pha. Thì dưới này chúng ta cũng không ghi pha làm gì nữa. Em hiểu không? Dạ, hiểu. Rồi. Câu số 3. Chọn câu đúng khi nói về dao động điều hòa. Đáp án nào? Đáp án nào mấy đứa? À, dao động điều hòa thì ly độ biến đổi hàm sin và hàm cos. Đáp án A, đúng rồi. Câu 4. Đáp án nào? B. Tại sao đáp án B là đúng mà tại sao đáp án A lại không đúng?
Thầy đang hỏi tại sao đáp án A không đúng. Mình chú ý nè, vận tốc trong dao động điều hòa luôn không đổi là sai. Vận tốc trong dao động điều hòa được tính bằng công thức về quên sin có dấu trừ. Đúng không ạ? Mà sin là hàm biến đổi điều hòa, như vậy vận tốc luôn biến đổi điều hòa, như vậy người ta nói bị không đổi là sai rồi. Vận tốc đạt giá trị cực đại khi qua vị trí cân bằng đó, đúng rồi đó, Vmax là vợ ông anh, đúng nè. Luôn hướng về vị trí cân bằng và tỷ lệ với ly độ là sai. Vận tốc luôn theo chiều chuyển động chứ không phải là hướng về vị trí cân bằng được. Ai với hướng về vị trí cân bằng? À, gia tốc A. Rồi. Biến đổi tuần hoàn với chu kỳ là T trên 2 là sai. Ở cái lý thuyết lúc đầu thầy đã nói, đây lúc đầu thầy nói mấy đứa chỗ này. Có phải câu đầu thầy nói nè. Ủa thầy nói chỗ nào không biết, nó nằm đâu không biết. Thầy đã nói rồi, trong dao động điều hòa gia tốc ly độ, đúng không? Gia tốc ly độ và gia tốc ly độ và vận tốc luôn biến thiên điều hòa với cùng tần số f, cùng tần số gấp là omega, cùng chu kỳ là t. Nhưng mà đây nó nói chu kỳ t trên 2 là không đúng nè. Như vậy câu số 4 đáp án đúng là B. Mình phải hiểu rõ cặn kẽ từng câu như thế này thì sau này người ta cho những câu trắc nghiệm lý thuyết mình mới có kinh nghiệm, mình mới có kiến thức để mình làm được. Mấy đứa hiểu ý thầy nói gì? Rồi câu số 5. Đâu bạn Phương Linh gây? Theo Phương Linh câu này là đáp án nào Phương Linh? Thưa thầy là em chọn câu Câu nào? hay là câu C. À, câu C. Đúng rồi. Gia tốc của vật dao động điều hòa có giá trị bằng 0, tức là A bằng 0 thì khi là ly độ x bằng 0, tại vì A bằng trừ omega bình phương x. Được chưa? Rồi, câu số 6 này. Bạn Bảo coi, cho thầy biết coi. Theo Bảo câu nào? Thế là chắc là cậu A vậy. Câu A, gia tốc luôn không đổi. Chưa đúng rồi. Chưa đúng. Bạn là bạn Đặng Thanh cây. Nó là C, nó C À, với luôn hoặc hướng là về vị trí cân bằng và tỷ lệ với ly độ là chính xác. Đúng rồi đó. Chúng ta có A nè, bằng trừ omega bình phương x. Thầy đã nói rồi, vectơ gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng. Và A chúng ta thấy nó là hàm bậc nhất theo ly độ không? Omega nó là hàng số rồi. A tỷ lệ với x nè. Như vậy đáp án C mới đúng. Còn bạn Bảo nói đáp án A là luôn không đổi. Tại sao thầy nói đáp án này là sai? Vì lý do gia tốc có phải nó là hàm điều hòa không? Nó theo x mà x là hàm điều hòa. Như vậy gia tốc biến thiên điều hòa. Mà đây nó nói không đổi là sai. Được chưa? Được chưa mấy đứa? Rồi câu D nè, biến đổi theo hàm cos theo chu kỳ là t trên 2 là sai rồi. Biến đổi theo hàm cos hàm sin thì đều được, đúng không? Nhưng mà phải với chu kỳ là t. Thầy nói lại nha, vận tốc, gia tốc, ly độ, biến thiên điều hòa cùng chu kỳ t, cùng tần số f, cùng tốc độ gấp omega. Nhớ điều này cho thầy. Nhưng ba anh này nó sẽ khác nhau về gì? Về pha. Được chưa? Cụ thể V trễ pha hơn A một gấp B trên 2, V sớm pha hơn X một gấp B trên 2, A nhanh pha hơn X một gấp là gì? Là gì? A với X về pha nhau như thế nào? À, bi lệch pha nhau bi, hay nói khác đi, a và x ngược pha với nhau. Ta phải hiểu rõ những câu lý thuyết đó thì mình mới có kinh nghiệm làm bài được. Sau này mình làm bài tập mình mới làm tốt được.
nhiều người chưa hề nắm rõ lý thuyết mà chúng ta cứ khoái làm bài tập là không nên nha các em. Rồi câu số 7 đáp án nào? A tỷ lệ với ly độ là tỷ lệ thuận nhau. A tỷ bằng chiều omega bình phương x nè. Thật ra đồ thị giữa A với x nó là một đường thẳng đó các em. Nhiều người rất hay nhầm lẫn. Thầy nhớ không lầm thì có một cái câu đề thi Trung học phổ thông quốc gia hình như năm 2020 thì phải. Người ta nói rằng đồ thị giữa gia tốc với ly độ nó là hàm, nó là đường gì? Đáp án A dưới là hình như là hàm điều hòa. Nhiều bạn vô bữa ngay câu dao động điều là hàm điều hòa liền là không đúng. Đồ thị dưới gia tốc với ly độ hang này nó phải là đường thẳng đúng không ạ? Nó là hàm bậc nhất, đồ thị hàm số bậc nhất là một đường thẳng. Rồi câu 7. Câu 7 đáp án nào đây? Phát biểu nào sau đây là sai? Phát biểu nào sau đây về sự so sánh ly độ, vận tốc và gia tốc là đúng? Trong dao động điều hòa, ly độ, vận tốc, gia tốc là ba loại lượng biến đổi điều hòa theo thời gian và có cùng gì? Cùng gì? Câu C. À đúng rồi, cùng omega. Câu 8. Hiếu ơi. Hiếu rồi. Dạ. Rồi, Hiếu chọn câu nào? Thưa thầy là câu C. Câu C. Phát biểu sao đúng về quan hệ giữa dao động điều hòa, vận tốc, ly độ. Trong dao động điều hòa, gia tốc và ly độ ngược pha nhau, chính xác. Đúng rồi. Rồi, câu 9. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình. Rồi, bây giờ tới bài tập nha. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình như màn hình của các em quan sát. Tại thời điểm t bằng 0, chất điểm có vận tốc nào? Đúng không? Kinh nghiệm làm bài cho chúng ta thấy để tính vận tốc tại thời gian t, các bạn không rành thì làm ơn thế t ngay vào công thức tính vận tốc là ok. Nhiều người chúng ta cứ lăn tăn, chúng ta biết được ba mớ rồi chúng ta cứ làm theo kiểu vòng tròn lượng giác vân vân, nhiều khi nó lại sai không chừng nữa. Tại vì vận tốc nó có thể dương thể âm, đúng không ạ? Các bạn cứ việc thế t vào phương trình vận tốc là ok, không có bao giờ sai được hết nếu cho tính vận tốc tại thời gian t. Rồi công thức tính vận tốc được tính bằng công thức nào? V bằng gì? Trừ omega A sin. À trừ omega A về quên sin có dấu trừ omega T cộng phi. Làm ơn nhớ dùm từ đây về sau nhớ cho thầy. Khi người ta yêu cầu tính vận tốc mà cho thời gian thì nhớ ngay công thức này. Rồi thầy thế số vào trừ omega là pi nhân 6. A là 6. Sin omega là pi T cộng pi trên 2. Rồi thầy thế số vào trừ pi nhân 6 sin T của các bạn là 0,5, tức là pi trên 2. Đúng không? 0,5 nhân pi thì là pi trên 2 cộng pi trên 2. Sin của pi trên 2 cộng pi trên 2 thì ra sin pi. Sin pi thì bằng 0, 0 nhân số nào đó thì cũng bằng 0. Đáp án C. Hoặc là các em bấm máy tính. Và lưu ý trước khi bấm máy tính thì phải đổi đơn vị ra gì? Đổi ra gì? Radian. Được chưa? Đổi ra radian mới bấm được nha. Rồi câu 10. Cho phương trình ly độ, yêu cầu tính vận tốc. Tính lúc t bằng 0,2 vận tốc ly độ nó là nhiêu? Vậy thế vào đây thôi. Thầy thế nè, x nè bằng 6 nè, cos nè 10 nhân 0,2 thì ra 2pi. Được chưa? 10 nhân 10pi nhân 0,2 ra 2pi trừ pi trên 6. Tới đây các bạn bấm máy cũng được, hoặc các bạn thấy là 2pi là số chẵn rồi bỏ đi. Cos của trừ pi trên 6 thì nó sẽ bằng là căn 3 trên 2. Như vậy là 6 căn 3 trên 2 thì ra 3 căn 3. Như vậy loại đáp án A, loại đáp án D. Rồi giờ tính vận tốc về quên sin có dấu trừ omega sin omega t cộng phi. Rồi thế vào trừ omega là 10pi nhân 6 là 60pi nhân sin của cái anh này luôn, giống hệt luôn,
2pi trừ pi trên 6 sin 2pi bỏ đi, hoặc là các bạn bấm máy đó, hoặc là bây giờ thầy nhẩm luôn nha. Sin của trừ pi trên 6 thì nó sẽ ra là 1/2 trừ 1/2 trừ 1/2 nhân cho trừ 60 pi thì ra là trừ 30 pi, xin lỗi, ra dương 30 pi đó. Như vậy đáp án B trừ với trừ thành cộng rồi nha. Được chưa? Ta hiểu chỗ này chưa? Hiểu rồi phải không các em? Dạ. Rồi tiếp tục ha. Câu số 11. Ta nghỉ giải lao chút nha. Nghỉ giải lao 5 phút ha mới được. Rồi thầy, dạ. Thầy nghỉ giải lao 5 phút ha. Câu 11. Một vật dao động điều hòa có phương trình như màn hình, lúc t bằng 1 vận tốc và gia tốc là bao nhiêu? Như vậy các bạn cũng dùng công thức là V bằng trừ omega bình phương x. Xin lỗi. V bằng trừ omega sin omega t cộng phi bằng trừ 2pi nhân 4. Đúng không? Ra 8pi sin omega là 2, pi t là 1, cộng phi là pi trên 4. Sin 2pi bỏ đi, như vậy còn sin của trừ sin pi trên 4. Như vậy 8pi nhân sin của pi trên 4 thì là bằng căn 2 trên 2. Đơn giản đi nó là 4pi căn 2 trừ 4pi căn 2. Vậy loại 2 đáp án dưới này. Bây giờ chúng ta tính A. Chúng ta có A bằng trừ omega bình phương x, như vậy thầy phải tính x trước. Đúng không ạ? À, thế vào là 4 nhân cho cos của 2pi. T là thế bằng 1 rồi. Cộng pi trên 4. Cos 2pi bỏ đi, cos của pi trên 4 thì nó bằng là căn 2 trên 2 luôn. Như vậy nó ra là 4 căn 2. Vậy A bằng trừ omega bình phương x trừ omega của chúng ta là 4 là 2pi tất cả bình. Nhân x của chúng ta là 4 căn 2. 2 bình phương là 4. Được chưa? 2 bình phương là 4. Coi coi làm chỗ nào sai rồi. Các bạn kiểm tra lại dùm thầy coi. Omega bình phương, omega là 2pi. Bình phương lên. Rồi nhân cho x. X của chúng ta là bằng 1. T bằng 1 rồi. Cos của pi trên 4 thì nó là bằng căn 2 trên 2. À xin lỗi, chỗ này sai nha. 4 chia 2 thì được là 2. Như vậy chỗ này là 2 nha. 2 bình phương là 4, 4 nhân cho 2 được 8. Như vậy trừ 8 pi bình căn 2. Vậy đáp án mấy? B. Câu 11 đáp án B. Câu 12. Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng. Đoạn thẳng từ cái này người ta chúng ta suy ra được cái gì? Hả? Thầy là A. A, A bằng nhiêu? Thầy là 20. 20. Đây là X. Đây là V. Đúng không ạ? Người ta hỏi chu kỳ là tính T. Như vậy bài này chúng ta dùng công thức gì? Thầy là công thức độc lập thời gian. A bình bằng x bình cộng v bình chia omega bình phương. Thầy nói cho mấy đứa một cái mẹo như thế này. Chúng ta nhiều người chúng ta không biết biến đổi công thức, hoặc là chúng ta biến đổi công thức nó lu bu lắm. Các bạn đừng biến đổi công thức, tại vì trong đề thi của bộ người ta sẽ cho những giá trị đặc biệt à. Hoặc là nếu em nào rành á, thì chúng ta bấm máy tính dùng hàm xíp xô luôn. Hoặc là không rành thì chúng ta cứ thế vào. Chúng ta thấy mấy ông thầy dạy vật lý hoặc là mấy cô dạy vật lý á, có bao giờ người ta bấm máy tính đâu, ít khi nào người ta bấm máy tính đó. Đa số người ta nhẩm không à. Rồi các em coi thầy nhẩm nè. A bình 20 bình phương, 2 bình phương là 4, 1 số 0 bình phương là 2 số 0. Tới x, x là 10, 10 bình phương là 100, cộng v chưa biết để nguyên. Đúng không ạ? Xin lỗi, v, v chỗ này là nhiêu? V đề bài ta cho rồi, đang tìm omega mà. Đúng chưa? V đề bài ta cho là mấy? 10 pi, 10 bình phương là nhiêu? 100. Ở đây pi bình phương. Căn 3 bình phương ra 3.
Được chưa? Các bạn cứ như ghi như vậy cho thầy đi. Rồi lát tự động nó sẽ đơn giản được. Omega bình. Rồi tương đương nè. 400 trừ 100 thì chỗ này còn 300 bằng 100 pi bình nhân 3 chia omega. 130 đơn giản hết. Đưa chéo lên số phải suy ra omega bình. Có phải bằng pi bình không? Suy ra omega bằng pi không? Các bạn thấy nó nhanh không? Đúng chưa? Chúng ta tại vì thầy dạy thì thầy nói như vậy chứ. Chúng ta làm cái câu này dây cái chỗ này thì chắc tầm khoảng cái chừng 10 giây chưa tới 10 giây nữa. Mà đề thi một câu người ta cho khoảng 1 phút mấy là thoải mái làm bài. Rồi có omega suy ra T. Đúng chưa? Suy ra T bằng gì? 2 pi chia omega. Như vậy ra 2 đáp án mấy? A. À. Tiếp tục câu số 13. À, xin lỗi qua luyện tập 3. Câu 1. Chúng ta coi câu 1 nè. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục OX phương trình như màn hình của các em quan sát. Tại thời điểm T bằng 5 giây, vận tốc của chất điểm này có giá trị bằng bao nhiêu? Như vậy chúng ta thế T vào. Đúng không? Thầy đã nói rồi, khi cho thời gian mà yêu cầu tính vận tốc á, như vậy thế T vào thôi. Rồi chúng ta, hoặc là các em chú ý nè, bây giờ chúng ta thế T vào đây để chúng ta tính X coi, tại vì nó giá trị đặc biệt nè. Đây là có phải là cos của 20 pi không? Cos 20 pi nó là số chẵn không? Nó là số chẵn, như vậy nó có phải cos của 20 pi thì nó là bằng 1. Như vậy chỗ này là 5. Vậy X bằng 5 chính là biên độ. Mà ngay tại biên độ thì vận tốc bằng bao nhiêu? Hả? Bằng không. À bằng không, như vậy chọn ngay đáp án D luôn, khỏi cần tính. Để cho cách chúng ta tính nhanh là như vậy. Thật ra có nhiều cách tính nhanh lắm nhưng mà thầy không dám đưa cho mấy đứa. Tại vì nhiều khi mấy đứa ngọt. Đúng không? Mấy đứa nhiều khi chưa rành thì mấy đứa ngọt. Mấy đứa nói trời ơi khó quá. Không phải đâu, có nhiều cách tính lắm. Rồi tiếp tục. Chúng ta qua câu số 2. Một chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ là 0,5 pi, biên độ 2. Vận tốc của chất điểm này tại vị trí cân bằng có độ lớn. Như vậy người ta hỏi gì? Hả? Người ta hỏi gì mấy em? Hỏi về à, Vmax đúng không? Vận tốc tại vị trí cân bằng đó là Vmax. Là V ôm anh. Omega bằng 2 pi chia T nhân A. 2 pi. T là bằng T là 0,5 pi rồi. A là bằng 2. Pi pi đơn giản hết, 2 nhân 2 là 4, 4 nhân 2 là 8, đáp án B. Rồi, tiếp tục. Câu 10, câu 3. Chất điểm dao động điều hòa theo phương trình như màn hình của các em quan sát, tại thời điểm 1/2 giây chất điểm có ly độ là nhiêu? Thế T vào đây thôi. Đúng chưa? Như vậy thầy thế T vào là x bằng 2 cos của 2 pi nhân 1/2 cộng pi trên 2. Rồi, chỗ này chúng ta thấy nè, đơn giản đi thì còn cos của pi bỏ đi thì nó chỉ bằng là trừ 2 cos pi trên 2. Hoặc là các em không biết, các em không nhậm như thầy được thì các em bấm máy thôi, không gì cả. Rồi các em thấy cos của pi trên 2 thì bằng 0, 0 nhân số nào đó bằng 0. Ủa, bài này vậy không có đáp án nào. Kiểm tra lại dùm thầy coi đáp án nào. Bằng 2. 0 nhân số nào đó bằng 0 mà sao bằng 2 được? Kiểm tra lại nha. Khi cho phương trình x bằng 2 cos 2 pi t cộng pi trên 2, tại thời điểm t bằng 1/2 giây, như vậy thế t bằng 1/2 vào. Đơn giản đi, còn cos của pi, pi cộng với pi trên 2 thì cos 3 pi trên 2, cos 3 pi trên 2 thì bằng 0, 0 nhân số nào đó bằng 0. Bài này đáp án bằng 0 mới đúng nha mấy đứa. Bài này đáp án sai rồi nha. Được không? Được chưa? Thầy nhắc lại, cái câu số 3 này đáp án bằng 0 mới đúng nha. Tại người ta yêu cầu chất điểm có ly độ là bao nhiêu mà. Như vậy hỏi x. Rồi, tiếp theo.
Bài số 4. Một vật dao động điều hòa phân trình như vậy, bi bình bằng 10, gia tốc của vật có độ lớn cực đại là bao nhiêu? Như vậy hỏi là gì? A mass là vợ ôm anh. Xin lỗi, anh ôm bình anh. Omega là bi. Như vậy bi bình A là 10, bi bình là 10. Đúng chưa? 10 nhân cho 10 là 100. Đơn vị là cm trên giây bình phương. Tại đề bài ta cho lấy bi bình bằng 10 nè mấy đứa. Như vậy đáp án B. Câu 5, một vật dao động với tần số là như thế này, chu kỳ nghịch đảo lên. Nghịch đảo của 1 trên F lên, như vậy 1 trên A là 0,5, đáp án C. Câu số 6. Chất điểm dao động điều hòa trên trục X với phương trình như màn hình, quãng đường chất điểm đi được trong một chu kỳ. Bài này chúng ta làm sao? Chúng ta nhớ điều này cho thầy nè. Trong một chu kỳ hỏi quãng đường đi được là bao nhiêu nè. Bây giờ đây là 0, đây là A, đây là trừ A. Trong một chu kỳ, tức là giả sử như đó ở đây đi, nó sẽ chuyển động được một vòng. Nhớ chu kỳ là thời gian để vật thực hiện được một vòng, đúng không? Tại vì chuyển động tròn đều với dao động điều hòa nó có sự liên hệ mật thiết với nhau ở chỗ đó. Sau này thầy sẽ nói cho mấy đứa dùng phương pháp đường tròn lượng giác, chúng ta sẽ giải quyết được rất nhiều bài toán. Như vậy, trong một vòng, khi nó chạy một vòng thì nó coi đi được mấy A nhá. Đi từ đây đến đây có phải tương ứng 1A không? Đi từ đây đến đây tương ứng 1A nữa là 2A. Đi từ đây đến đây tương ứng 1A về nữa. Từ đây đến đây 1A về nữa. Như vậy trong một chu kỳ thì quãng đường đi được trong một chu kỳ, các em luôn nhớ là 4A cho thầy. Quãng đường đi được trong nửa chu kỳ thì luôn bằng 2A. Nhưng đừng có ai nói rằng quãng đường đi trong 1 phần 4 chu kỳ là A nha. Cái này nó phụ thuộc vào vị trí nha. Chứ đừng có từ đây mà dạy xuống đây suy ra đây nha. Thầy thì chỉ thầy nói như thế này thôi nha các em. Luôn có điều này. Tức là quãng đường đi trong 1 chu kỳ là 4A, quãng đường đi trong nửa chu kỳ là 2A. Còn người nào mà suy ra quãng đường đi trong 1 phần 4 là chu kỳ là A là chưa chắc đâu nha các em. Thầy nói chưa chắc thôi nha. Được không? Nó tùy thuộc vào vị trí nữa. Đừng có thấy lăn tăn điều đó mà chọn ngay đáp án đó là không đúng đâu. Câu số 6. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình như thế này, quãng đường chất điểm đi được trong một chu kỳ. Vậy là mấy A? 4A. Vậy đáp án mấy? C. Một vật nhỏ dao động trên trục X khi đi từ vị trí pin về vị trí cân bằng. Đây. Ồ. Đây A. Đây là trừ A. Khi đi từ pin về vị trí cân bằng, chúng ta thấy X nó giảm hay tăng? Hả? Khi đi từ pin về vị trí cân bằng, thấy X giảm hay tăng? Giảm. À, X giảm. X giảm dẫn đến động năng giảm. Xin lỗi, thế năng giảm không? Tại vì thế năng của chúng ta được tính bằng công thức nào? Thế năng là 1 phần 2 KX bình. Còn động năng, khi đi từ pin về vị trí cân bằng thì có phải là vận tốc tăng không? Các em luôn nhớ điều này cho thầy. Đi càng đi về vị trí cân bằng thì vận tốc càng lớn. Và vận tốc ngay tại vị trí cân bằng là vận tốc cực đại. Được chưa? Nhớ điều đó cho thầy nha. Trong quá trình dao động điều hòa luôn có sự biến đổi qua lại giữa động năng và thế năng. Khi động năng tăng lên thì thế năng giảm xuống. Khi thế năng giảm xuống thì động năng tăng lên. Nhưng tổng của nó, động năng cộng với thế năng luôn là bằng năng lượng, tức là bằng cơ năng. Và trong dao động điều hòa thì cơ năng luôn là bảo toàn. Được chưa? Như vậy cái câu số 7 nè. Khi đi từ pin về vị trí cân bằng, đúng không ạ? Người ta nói độ lớn vận tốc giảm là sai. Càng đi về vị trí cân bằng thì vận tốc phải như thế nào? Tăng. Vận tốc tăng dẫn đến động năng tăng. Mà cái câu B nó nói động năng giảm cũng là sai. Độ lớn gia tốc giảm là đúng nè. Tại vì X giảm dẫn đến A giảm. Độ lớn gia tốc giảm. Độ lớn ly độ tăng là sai. Như vậy câu 7 đáp án B. Xin lỗi, đáp án C.
Câu 8. Gia tốc của một chất điểm dao động điều hòa biến thiên khác tần số cùng pha ly độ là sai. Phải gì với ly độ? Câu A này nó sai chỗ nào? Chúng ta phải phân tích sai ra. Sai chỗ cùng pha. Ta phải phân tích, chúng ta hiểu cặn kẽ từng đáp án. Chứ nhiều người học mà chúng ta không có hiểu từng đáp án, chúng ta cứ chọn bừa mứa đi là không có đúng. Lúc đó chúng ta chẳng có kinh nghiệm làm bài đâu. Câu A sai chỗ nào? Gia tốc biến thiên điều hòa phải cùng tần số với ly độ mới được. Tại cùng F mà. Thầy đã nói rồi, cùng F, cùng A, V, X và F luôn đó. Nó cùng dao động điều hòa, cùng tần số. Nhưng mà nó phải ngược pha với ly độ, như vậy nó là sai. Câu B, cùng tần số ngược pha ly độ nè. Ok nè. Câu 9, vật nhỏ dao động điều hòa với tần số góc omega ly độ X, vật có gia tốc là trừ omega bình phương X. Đáp án A, công thức. Câu 10, biểu thức ly độ của vận tốc có giá trị cực đại là vợ ôm anh. Đáp án A. 11, dao động điều hòa phát biểu nào sau đây là đúng? Quỹ đạo chuyển động là một đoạn thẳng, chính xác nè. Lực kéo về tác dụng lên vật không đổi là sai. Sai chỗ nào? Hả? F bằng trừ KX, X biến thiên điều hòa thì dẫn đến lực phải biến thiên điều hòa chứ. Mà nó không đổi là sai luôn. Quỹ đạo là đường cosin là sai. Quỹ đạo phải là đường thẳng. Ly độ tỷ lệ với thời gian là sai. Ly độ phải biến thiên điều hòa theo thời gian. Như vậy đáp án A. Câu 12, nói về chất điểm dao động điều hòa phát biểu này dưới đây là đúng. Ở vị trí biên, chất điểm có vận tốc bằng 0 và gia tốc bằng 0 là sai. Ở vị trí biên thì vận tốc bằng 0 là chính xác nè. Nhưng gia tốc phải là, có giá trị là, nếu độ lớn thì phải là cực đại, được chưa? Ở vị trí cân bằng, chất điểm có vận tốc bằng 0 là sai. Vì ở vị trí cân bằng thì vận tốc phải là cực đại, tốc độ phải là cực đại. Câu C, ở vị trí cân bằng, chất điểm có độ lớn, vận tốc cực đại là đúng nè, gia tốc bằng 0, chính xác, đáp án C. Câu 13, một vật dao động với phương trình như màn hình của các em quan sát. Khi vật từ B nó có ly độ là cộng 5 đến ly độ là trừ 5 thì tốc độ trung bình là bao nhiêu? À, đây câu này là câu vận dụng, cái câu nó nâng cấp hơn một chút nè. Các em phải phân biệt hai cái điều này cho thầy. Vận tốc trung bình nó khác hoàn toàn với tốc độ trung bình nha. Vận tốc trung bình thì các em lấy ly độ lúc sau trừ cho ly độ lúc đầu, chia thời gian sau trừ thời gian đầu. Và vận tốc trung bình này nó có thể dương, có thể âm, có thể bằng không. Nhớ điều đó. Còn tốc độ trung bình nó luôn là số dương. Nó bằng quãng đường đi được chia cho thời gian để đi quãng đường đó. Hai cái này là hoàn toàn khác nhau nha các em nha. Như vậy bài này người ta yêu cầu tính tốc độ trung bình khi nó đi từ ly độ này đến ly độ này. Bây giờ mình vẽ hình ra nè. Bây giờ mình sẽ dùng ngay cái sơ đồ phân bố thời gian. Đây, rất lợi hại, các bạn thấy rất nhanh. Đây là ô, biên độ là mấy? Mấy? 9. 9. Đây là trừ 9. Chúng ta thấy ly độ nó là cộng 4,5 thì có phải là A chia 2 không? 9 chia 2 không? Đúng không? Có phải là 9 chia 2 không? 9 chia 2 thì được 4,5. Như vậy chỗ này ly độ là cộng A chia 2. Bắt đầu nó đi từ vị trí này đến vị trí có ly độ trừ 4,5. Có phải là trừ A chia 2 không? Được chưa? Vậy người chúng ta thấy khi nó đi độ từ trừ A, từ A trên 2 đến A trên 2, từ A chia 2 đến trừ A trên 2 thì cái quãng đường nó đi được là mấy? Nói thầy nghe ai? 9. Đúng rồi. Lấy A trên 2 cộng A trên 2, lấy hai đoạn này quãng đường mà.
Vậy là một nửa cộng một nửa thì ra một. Một là biên độ là 9. Rồi bây giờ mình coi thời gian nha. Đây, nhìn vào sơ đồ phân bố thời gian nãy thầy nói nè. Thời gian để đi từ A trên 2 về 0 là bao nhiêu? T trên 12. Từ 0 đến trừ A trên 2 cũng là nhiêu? Cũng là nhiêu? T trên 12 luôn. Như vậy tổng thời gian để nó đi từ vị trí có ly độ là cộng 4,5 đến vị trí có ly độ là trừ 4,5, có phải lấy T trên 12 cộng T trên 12 không? Quy đồng lên có phải ra T trên 6 không? Rồi chúng ta tính T nè. Thầy tính T ngoài này nha. T bằng 2B chia omega. 2B. Omega của chúng ta là B. Như vậy nó ra 2. T là 2. Lấy 2 chia cho 6 thì được 1/3. Vậy có quãng đường có thời gian suy ra tốc độ trung bình bằng quãng đường là 9. Chia cho thời gian là 1/3. 9327. Như vậy ra 27cm trên giây. Đáp án B. Các em thấy sơ đồ phân bố thời gian nó nhanh không? Rất nhanh, rất lợi hại. Được chưa? Ta hiểu câu 13 này rồi cái gì? Câu 14. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình như màn hình của các em quan... Xin lỗi. Với tần số 5, quỹ đạo là 8, vận tốc chất điểm có độ lớn cực đại. Vậy người ta hỏi gì? Hả? Hỏi gì mấy đứa? V mát là omega A. Omega lại bằng 2BF nhân A. A thì lấy thằng này chia 2. Rồi thế số vào 2BF là 5. A quỹ đạo là 8, như vậy A là bằng 4. 2 x 5 là 10, 10 x 4 là 40 bi. Đúng chưa ạ? Rồi lấy 40 bi thử coi. 2 x 5 là 10, 10 x 4 40 bi. Rồi 40 x 3,14 coi thử coi được nhiêu mấy đứa. 40 x 3.14 bằng nó ra là 125,6 cm trên giây. Đúng không? Cm trên giây nha. 40 x 3,4 đúng rồi. 125,6 cm trên giây. Như vậy đổi ra. Ta kiểm tra lại câu này coi. Vận tốc của chất điểm có độ lớn cực đại, Vmax là omega A, omega lại bằng 2BF nhân A. Quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 8, như vậy A là bằng B chia 2, 8 chia 2 được 4, đúng rồi. 2B nhân A, A là 2 nhân 5 là 10, 10 nhân 4 là 40, 40B. Như vậy là 125,6 cm trên giây. Được chưa? Đáp án này mới đúng nha mấy đứa nha. Được không ạ? Hoặc là đổi ra cm là 1,256 m trên giây nè. Làm tròn lên là 1,26 nè. Đáp án C nè. Đúng không ạ? Thầy quên thì nhìn cái đơn vị nè. Đúng không? Anh này đang là đơn vị cm trên giây thì đổi ra mét trên giây thì có phải 1,256 không? Người ta làm tròn lên là 1,26. Vậy đáp án C. Rồi mình dạy câu này nữa kết thúc ha mấy đứa. Thầy còn dạy cái lớp 10 nữa. Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình như màn hình của các em quan sát đó. Pha ban đầu của dao động là pha ban đầu là cái chữ gì? Hả? Pha ban đầu là cái gì gì? Thưa thầy là phi. Là phi đúng không? Là phi đây. Nhìn vào đây chúng ta so sánh, chúng ta thấy phi này bằng 0,5 bi, đáp án C. Được chưa? Còn pha dao động là nguyên cái góc này nha, ta lưu ý điều đó cho thầy. Rồi. Kết thúc nha. Có ai thắc mắc chỗ nào không? Em chưa hiểu câu 13 rồi. Câu 13 hả?
Rồi câu 13, ôi dào ơi câu này đây. Rồi thầy nói tốc độ trung bình nè bằng quãng đường đi được chia thời gian để đi quãng đường đó. Được chưa? Em nhớ em hiểu công thức này gì? Tốc độ trung bình thì bằng quãng đường đi chia thời gian. Bây giờ người ta nói khi vật đi từ vị trí có ly độ 4,5 đến vị trí có ly độ trừ 4,5. Em thấy biên độ nó là mấy? 9. 9. Như vậy 4,5 thì có phải là A chia 2 không? Vậy lúc đầu nó ở ly độ là dương A trên 2. Đi đến ly độ là trừ 4,5. Như vậy là trừ A trên 2. Vậy đi quãng đường từ đây đến đây có phải lấy A trên 2 cộng với A trên 2? Quãng đường mà. Quãng đường là cái đoạn này nè. Quãng đường là đoạn này nè. Có phải là A trên 2 cộng A trên 2 thì ra A không? Vậy quãng đường nó bằng A không? Và bằng mấy đây? 9. Được chưa? Nhưng mà sao lại lấy 9 chia 2 vậy ta? À, tại sao lại lấy 9 chia 2? Rồi bây giờ em phải tìm thời gian đi từ đây. Đây em có quãng đường đi từ đây đến đây là 9 ở gì? Em phải tìm thời gian đi từ đây đến đây. Được chưa? Thời gian đi từ đây đến đây là bao nhiêu? Mà thời gian đi từ đây đến đây nó rớt vào giá trị đặc biệt là A trên 2 nè. Em nhớ tới cái sơ đồ phân bố thời gian mà thầy đã nói ở đầu của cái bài giảng hôm nay nè. Thời gian để chất điểm để vật đi từ vị trí có ly độ A chia 2 đến A trừ A trên 2 đi từ đây đến đây. Đi từ đây đến đây. Đi từ đây đến đây. Có phải lấy T trên 12 cộng T trên 12 không? Em hiểu chỗ này chưa? Thời gian đi từ đây đến đây. Có phải lấy đoạn này cộng đoạn này là T trên 12 cộng T trên 12 không? Hiểu chỗ đó Dạ. không? Hả? Hiểu không? Dạ rồi thầy. Rồi, ok. Gì? Như vậy lấy T trên 12 cộng T trên 12. Hai này quy đồng lên mẫu chung là 12. Anh này quy đồng rồi lấy 2 cộng 2 là 1 cộng 1 là 2. 2 chia 12 ra T trên 6. Có T trên 6 rồi. Giờ tính chu kỳ nè. T bằng 2pi chia omega nè. 2pi nè. Omega là pi nè. 2pi chia pi thì được 2. Như vậy thế vào đây. 2 chia 6 thì được 1 phần 3. Vậy có thời gian chưa? Có quãng Dạ rồi. đường, có thời gian. Thế vào công thức tính vận tốc trung bình. Lấy quãng đường chia thời gian. Quãng đường là 9, thời gian là 1 phần 3 ra 27. Ok không? Dạ. Rồi, có ai thắc mắc chỗ nào không? Cái lịch của mình vẫn như cũ nha. Thầy đã gửi đường link rồi đó. Các em cứ tới giờ nó là cố định. Thầy đã cố định trên Google rồi đó. Nó là cố định. Đúng không ạ? À, chúng ta không có chia sẻ đường link này bậy bạ nha. Chúng ta nhớ đăng nhập. Đăng nhập là chúng ta đăng nhập vào cái tài khoản Gmail mà mấy đứa đăng ký với thầy đó. Thầy mới chấp nhận. Còn ai mà đăng ký mà lấy cái tài khoản Gmail khác mà nhập vô, mà click vô đường link này là thầy không có chấp nhận vô lớp học đâu nha. Rồi mình kết thúc nha.